Bạn có tin được rằng một chú ếch nhỏ có thể sẽ khiến cho 10 người khỏe mạnh phải chết? Hay là vì người ta xẻ thịt của chú hươu cao cổ để cho những con sư tử ăn? Và tệ hơn nữa là những con gà đực sẽ bị nghiền nát ra. Đó chính là những điều siêu thật đã xảy ra trong thế giới động vật và hứa hẹn sẽ khiến cho các bạn vô cùng tò mò và thích thú. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến ngay với 10 sự thật kinh khủng đã xảy ra ở thế giới động vật. 10. Ngỗng Canada. Là một loài ngỗng hoang dã thuộc Gibraltar, có nguồn gốc ở Bắc Cực và các khu vực ôn đới của Bắc Mỹ. Có đầu màu đen và cổ có các mảng trắng trên mặt, mình màu nâu xám, đầu và cổ đen với quai nón trắng đen phân biệt ngỗng Canada từ tất cả các loài ngỗng khác. Với ngoại lệ của ngỗng Panaco, những loài sâu có ngực màu đen và cũng có bộ lông màu xám chứ không phải là màu hơi nâu. Có 7 phân loài của loài chim này, các kích cỡ và chi tiết bộ lông thì khác nhau, nhưng tất cả đều nhận ra là ngỗng Canada. Một số loài nhỏ hơn có thể là khó để phân biệt với ngỗng Catlin mới được tách loài. Loài này có thân dài khoảng từ 75 cho đến 110 cm và có sải cánh dài 127 đến 185 cm. Con trống thường có trọng lượng từ 3,2 cho đến 6,5 kg và có thể là rất tích cực trong việc bảo vệ lãnh thổ. con mái và con trống trông hầu như là giống hệt nhau, nhưng nhẹ hơn 2,5 cho đến 5,5 kg. Nói chung là 10% nhỏ hơn so với con trống và có tiếng kêu thì khác nhau. Một con trống lớn đặc biệt của phân loài ngỗng Canada nặng khoảng 10,9 kg và có sải cánh dài 2,24 m. Mẫu vật này là con ngỗng hoang dã lớn nhất từng được ghi nhận của loài. Tuổi thọ trong tự nhiên của ngỗng sống sót đến tuổi trưởng thành là khoảng 10 cho đến 24 năm. Một đặc điểm nổi trội là loài ngỗng này vô cùng hung dữ và tàn bạo. Chúng sẵn sàng lao vào tấn công bất kể mục tiêu nào trước mắt, dù là bò, chó sói, thậm chí là cả con người. Trong đoạn video, con ngỗng phát hiện ra con đại bàng đang uống nước trong lãnh địa của mình, lập tức nó nổi điên lên, lao thẳng về phía kẻ xâm phạm để tấn công. Bên cạnh tính bảo vệ lãnh thổ cao, ngỗng Canada rất thù ghét đại bàng vì loài chim săn mồi thường hay tấn công và ăn thịt ngỗng con. Con đại bàng dù có khả năng đối đầu trực tiếp với con ngỗng, nhưng lựa chọn bay đi để đảm bảo an toàn thay vì ở lại tự chiến với loài ngỗng hung bạo nhất hành tinh này. 9. Voi có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tính đến nay, Malaysia chỉ còn khoảng 1.100 cá thể voi. Con số này gây lo lắng không chỉ cho loài voi mà nhiều loài động vật hoang dã khác. Tổng giám đốc của Cơ quan Động vật Hoang dã và Vườn Quốc gia Malaysia đã chia sẻ, thông tin đáng buồn nữa là cái chết của các loài động vật hoang dã tăng dần theo từng năm. Cụ thể vào năm 2015, có tới 6.258 cá thể bị chết, 2016 là 6.767 cá thể, và 2017 đã lên tới 7.451 cá thể. Ba bang ghi nhận số lượng động vật hoang dã chết nhiều nhất là Selangor với 1.745 cá thể, Johor 1.616 cá thể và Perak là 792 cá thể. Tại Malaysia, ba loài động vật gồm chuột, tê tê Java, hổ Malay và bò Banten đang đứng đầu danh sách có nguy cơ tuyệt chủng, trong khi tê giác Sumatra là loài động vật gần đây bị tuyên bố tuyệt chủng tại Malaysia. Ngoài ba loài này, Behilitan cũng tập trung vào các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như voi, nai, sơn dương Sumatra và cò lão xám. Adukari cho biết, nguyên nhân của tình trạng sụt giảm là do nạn săn trộm hoành hành và các dự án phát triển thiếu kiểm soát. Mặc dù đưa ra nhiều chiến lược quảng cáo và chương trình nâng cao nhận thức qua từng năm, song nạn săn trộm và buôn lậu động vật hoang dã vẫn là một trong những yếu tố chính dẫn đến tình trạng như trên. 8. Gà đực bị nghiền. Nhóm điều tra bảo vệ quyền lợi động vật hàng đầu thế giới của Israel đã vạch trần bí mật đen tối nhất đằng sau ngành công nghiệp thu lợi đến 60 tỷ đô la Mỹ mỗi năm này. Chỉ khi xem xong đoạn clip, bạn mới cảm thấy cái sự đau đớn khi phải sinh ra trong các cơ thể chỉ được xem là một món sản phẩm đem đi phục vụ cho cả thế giới. Một số phận sinh ra chỉ để chết. Ở thế giới con người, sinh ra với giới tính nam là một sự may mắn, sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn so với nữ giới. Tuy nhiên, ở thế giới của những loài gà, mọi chuyện không hề như vậy. Những con gà sẽ bị đem đi nghiền nát kia chính là những con gà trống. Thứ nhất, ở các trang trại nuôi gà, họ không chỉ cung cấp thịt gà mà còn cả trứng. Gà mái được nuôi vừa để lấy thịt vừa để đẻ trứng, còn con trống, trừ thịt ra là chấm hết. Theo thống kê của Hiệp hội Công nghiệp Thịt gà Úc, mỗi năm nước này có khoảng 3 triệu con gà mái sinh ra, trong khi con số đó ở gà trống là 12 triệu,
gấp 4 lần so với gà mái. Người ta không chào đón những con gà trống này bởi giá trị kinh tế chẳng hề cao. Tốn cám, tốn thức ăn, mất thời gian nuôi mà lợi nhuận không xứng đáng. Các ông chủ trang trại đi đến một quyết định nhẫn tâm là giết hết lũ gà trống con. Và với số lượng gà con đông như thế, việc giết từng con với phương pháp nhân đạo là rất mất thời gian và tốn kém. Thế là họ đem gà đi nghiền thịt. Những chú gà công nghiệp mới nở được bỏ ra khỏi lồng ấp và bị đổ vào băng truyền để phân loại. Đây là nơi những người công nhân sẽ loại thả những con gà không đạt yêu cầu và ném chúng đi nơi khác, như thể những chú gà con chỉ là vật vô tri vô giác. Một số con gà bị nở muộn, thậm chí là còn không kịp nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia đã bị con người nhẫn tâm đem vào máy nghiền nát cùng với những chiếc vỏ trứng đã nở khác. Những chú gà may mắn được nở thì mỗi con gà lại có một số phận khác nhau. Những con gà yếu ớt, đầu bị thương, sức khỏe kém mặc dù vẫn còn sống bị ném vào một chiếc túi màu đen để xử lý. Những con gà khỏe mạnh, lành lặn được lựa chọn sẽ bị người công nhân tiêm một mũi rồi ném chúng sang một dây chuyền khác. Kinh hoàng hơn cả, những chú gà con được chọn sẽ được gửi tới các trang trại công nghiệp để được bơm hóc môn tăng trưởng. Chỉ trong vòng 40 ngày, chúng sẽ phát triển đầy đủ và sẵn sàng cho tâm thế bị đưa đi nấu chín, phục vụ cho hàng tỷ người. Có một điều ít ai biết rằng, trong ngành công nghiệp này, những con gà không may thuộc giới tính nam sẽ bị loại bỏ. Đơn giản vì chúng sinh ra trên cõi đời này là vô ích, chúng không thể đẻ trứng được. Những chú gà đực này sẽ bị ném vào máy ngâm hóa chất hoặc bị giết ngay lập tức. Như vậy, hàng triệu con gà được nở trong trại trứng mỗi năm sẽ không sống nổi qua ngày đầu tiên chỉ vì chúng sinh ra là một con gà đực. Bảy, cá mập cắn chết người ở Tây Úc. Vụ cá mập tấn công người xảy ra ngoài khơi ngoại ô Mindery, phía bắc thành phố Perth. AFP đã dẫn lời cảnh sát bang Tây Australia cho biết, người phụ nữ 60 tuổi đi lặn có những vết thương nghiêm trọng khớp với một vụ cá mập tấn công. Cảnh sát Danny đã nói thêm rằng, ba ngư dân đã cố gắng giúp nạn nhân và người lặn cùng bà mô tả con cá dài hơn con xuồng của họ, thuyền dài 5,3 mét. Ông nói người lặn cùng bà cảm thấy có thứ gì đó bơi qua ông ấy khi ông ở dưới nước. Khi trồi lên mặt nước, ông thấy nước có chuyển động và một con thuyền khác đến để kéo ông ra khỏi mặt nước. Và rồi ông thấy người phụ nữ có các vết thương nghiêm trọng do một thứ gì đó đã gây nên. ABC đã dẫn lời của Danny. Dựa vào tình trạng vết thương và vị trí vụ việc, nhiều khả năng một con cá mập trắng lớn dài hơn 3 mét đã tấn công, cơ quan thủy sản của bang cho biết trong thông cáo. Tai nạn xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Ben Gering, một người lướt ván qua đời trong bệnh viện. Người này đã bị mất chân trong vụ cá mập tấn công hôm 31 tháng 5 ngoài khơi biển Falcon, cách Mindery khoảng 115 km về phía nam. Các trường hợp cá mập tấn công hiếm khi xảy ra và số vụ đạt kỷ lục trong năm ngoái là vào tháng 2, với 98 vụ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chỉ có 6 vụ gây chết người, trong đó có một vụ ở Australia, theo dữ liệu quốc tế về các vụ cá mập tấn công. 6. Xẻ thịt hươu cao cổ cho sư tử ăn. Một con hươu cao cổ khỏe mạnh bị vườn thú ở Đan Mạch bắn chết để ngăn giao phối cận huyết, gây phẫn nộ cho dư luận trên toàn thế giới. Thi thể của nó bị đưa cho sư tử ăn. Theo BBC, hàng nghìn người đã ký tên vào một bản kiến nghị trực tuyến để yêu cầu vườn thú Copenhagen không sát hại con hươu cao cổ 18 tháng tuổi Marius. Tuy nhiên, vườn thú tuyên bố họ không còn lựa chọn nào khác vì họ phải ngăn chặn Marius giao phối với những người anh em cùng huyết thống với nó. Marius đã bị bắn chết vào buổi sáng bằng súng thay vì bị tiêm thuốc để thịt của nó khỏi bị nhiễm độc. Một cuộc giải phẫu thi thể cho con thú này đã được quay hình trực tiếp trên mạng Internet. Rất đông du khách, trong đó có cả trẻ em, họ đã cùng nhau chứng kiến cảnh Marius bị lột da, xẻ thịt và làm mồi cho sư tử tại vườn thú Copenhagen. Phát ngôn viên của vườn thú cho hay, các bậc phụ huynh được quyền quyết định nên cho con cái của họ xem hay không xem cảnh tượng này. 5. Chiến dịch diệt chim sẻ. Ngày 12 tháng 2 năm 1958, lãnh tụ Mao Trạch Đông đã ký một sắc lệnh lịch sử về việc diệt tất cả chuột, ruồi, muỗi và chim sẻ trong cả nước Trung Quốc. Ý tưởng khởi động chiến dịch chim sẻ quy mô lớn, một chiến dịch về sau này trở thành một phần của chương trình chính trị Đại Nhảy Vọt, được trình bày lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 2 năm 1957 tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đưa ra ý tưởng này không hiểu sao lại là nhà sinh vật học Zhu Jian, khi đó đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông này khẳng định rằng việc diệt hàng loạt chim sẻ và chuột sẽ làm cho nền nông nghiệp nước này phát triển như chưa từng thấy. Phương pháp này thật là thần diệu. Như bạn đã biết, chim sẻ không thể bay trên trời được quá 15 phút. Sau khi bị kiệt sức, chúng sẽ rơi ngay xuống đất và sau đó chúng bị đánh chết và dồn lại thành từng đống lớn. Cũng dễ hiểu về nguyên tắc, nạn nhân không chỉ là chim sẻ mà còn là các loài chim nhỏ khác.
4. Chim đà điểu đánh bại quân đội Úc. Sau Thế chiến thứ nhất, chính phủ Australia đã tìm cách tạo công ăn việc làm cho các cựu binh khi họ trở về quê nhà bằng cách cấp đất cho họ để trồng lúa mì và nuôi cừu, kể cả đất của những khu vực ngoại ô thành phố Perth của bang Tây Australia. Tuy nhiên, hàng chục nghìn chim đà điểu bản địa ở Tây Australia đã tìm cách quay trở lại nơi chúng sinh sống. Đến năm 1922, đà điểu Australia là đà điểu emu vẫn là loài chim bản địa được bảo vệ. Nhưng khi chúng giẫm nát lúa mì và ăn đến tận gốc, chúng chính thức bị coi là loài động vật gây hại. Cuối năm 1932, các nông dân cựu binh đã phải đầu hàng trước 20.000 con chim đà điểu tàn phá mùa màng và cầu cứu chính phủ điều quân đội. Ba, chuột hải ly. Chuột hải ly có tên trong danh sách 100 loài sinh vật xâm hại nguy hiểm nhất. Nếu nhập về Việt Nam, chúng sẽ là sinh vật lạ đối với hệ sinh thái, có thể gây nên các tác hại như cạnh tranh nguồn thức ăn với các động vật khác, ngăn cản khả năng gieo trồng, tái sinh tự nhiên của các loài thực vật bản địa do chúng phát triển nhanh với mật độ dày đặc, cạnh tranh tiêu diệt dần loài bản địa, làm suy thoái, thay đổi, tiến tới tiêu diệt luôn cả hệ sinh thái bản địa. Theo các nhà khoa học, hậu quả của quá trình này không dễ khắc phục, không những gây tổn thất về các giá trị sinh học mà còn gây mất mát không hề nhỏ về kinh tế và vô cùng tốn thời gian. Đây là loài đa thực, cạnh tranh thức ăn với các loài động vật địa phương, thành thục sau 4 tháng tuổi, mỗi lứa đẻ từ 4 cho đến 11 con, hang của chúng thì sâu tới 15 mét, rộng 0,7 mét. Chúng còn mang các mầm bệnh như lao, lao tủy, lao da, v.v. Chính phủ Anh, Mỹ cũng đã phải chi hàng chục triệu đô la Mỹ để có thể tiêu diệt được loài này. 2. Loài dơi khổng lồ. Ở Mauritius, Madagascar và Australia cũng có một số loài dơi lớn còn được gọi là cáo bay, nhưng loài dơi ở Philippines lại là loài lớn nhất. Tại sao đây là loài dơi đặc biệt? Đó chính là do kích thước khổng lồ của nó, với sải cánh ấn tượng là 1,50m, gần bằng với chiều cao của một đứa trẻ 10 tuổi và nặng 1,2kg. Nó là loài dơi lớn nhất trên thế giới. Giống như tất cả các loài dơi khác, con cáo bay này sống trên cây với móng vuốt sắc nhọn và ngủ treo. Tuy nhiên, loài dơi này còn được gọi là dơi phóc vương miệng vàng, đang trên bờ vực tuyệt chủng. Môi trường sống tự nhiên của nó cũng đang bị tàn phá bởi nạn phá rừng và nạn săn bắn trộm. Chính quyền địa phương đã phát động một chiến dịch bảo vệ an toàn cho loài động vật ngày càng hiếm này. Cáo bay Philippines là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao trong sách đỏ kể từ năm 2016. 1. Cuộc săn hải cẩu ở Canada. Khoảng 12.000 thợ săn đã được trang bị súng ống, đổ về các tảng băng trôi và những hòn đảo ở phía đông để tìm và diệt hải cẩu non. Bất chấp phản đối từ các nhà hoạt động vì quyền động vật, những người biểu tình lên án chiến dịch thu hoạch trị giá 20 triệu đô la Mỹ là dã man và tàn bạo. Các tay thợ săn được phép giết 350.000 hải cẩu trong năm nay. Các tay thợ săn được phép giết chết 350.000 hải cẩu trong năm nay, số lượng lớn nhất kể từ khi chính phủ Canada thiết lập hạn ngạch săn chó biển từ hồi những năm 60. Hiện da của hải cẩu được giao bán với mức giá kỷ lục là 50 đô la Mỹ cho một tấm. Nhiều nước, trong đó còn có cả nước Mỹ, vẫn cấm nhập các sản phẩm làm từ hải cẩu. Tuy nhiên, chính quyền Ottawa vẫn ủng hộ cuộc săn hàng năm như là một cú cánh giúp cho các thị trấn miền duyên hải khó khăn trên khắp đất nước. Các sản phẩm làm từ chó biển mỗi năm thu được khoảng 15 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là da hải cẩu con xuất sang Na Uy, Đan Mạch và Trung Quốc. Và trong suốt 5 năm qua, chính phủ Canada hơn 100 lần bị kiện với cáo buộc săn bắn trái phép, nhưng các vụ việc thường không đi đến đâu. 7. Vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video lần này của BinTop. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích, nhớ hãy like và share cho tụi mình nhé. Đừng quên là bấm subscribe ở đây, bật luôn cả cái chuông nhỏ kế bên để nhận thông báo mỗi khi BinTop ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.